Ăn đi mấy cháu. Dạ. Ngon ghê mày. Ờ, hấp dẫn sợ luôn. Chi à? Dạ. Con đã khỏe hẳn chưa vậy? Dạ, con hết bị tức ngực rồi bác ơi. Không có mật gấu sổ độc thì phải ăn thịt trâu luộc với rau ngổ nghe chưa? Thịt trâu luộc hả bác? Vậy là ba má cháu chưa cho ăn chứ gì? Dạ, chắc ba má cháu chưa biết. Dạ, thịt trâu luộc với rau ngổ. Chứ thầy Mười nghỉ dạy rồi. Mấy đứa có tập luyện với nhau không? Bỏ là uổng lắm đó. Dạ, đâu bỏ được bác ba. Tụi cháu cùng với nhau luyện tập hoài, có điều không học thêm được nữa. Không cần thêm đâu, đủ rồi đó. Chỉ cần luyện tập thôi. Người ta nói là văn ôn võ luyện mà. Bỏ luống á là lục nghề. Dạ. Chứ thì đâu mà 10 ngày chưa về vậy bác ba? À, nó về bên ngoại nó. Vài bữa nó về bây giờ. Còn phải chuẩn bị qua Mỹ Tho học nữa. Chứ các cháu có thi đậu hết không vậy? Dạ, đậu hết. Cả thằng Thiện là 8 đứa. Ừ. Có thằng Liêm con cai tổng thình. Dạ, nghe đâu cha nó nói cho lên Sài Gòn học. May quá. Bác sợ nó học chung với mấy cháu, với thằng Thiện ở Mỹ Tho thì khó mà yên. May thiệt. Dạ thưa bác, tụi con về. Ờ. Quán đi. Ờ. Thôi mấy cháu về nghe. Nó rời cầu ông Me đã bao lâu rồi? Đã 10 ngày. Hắn là người không còn quê quán, lẫn người thân. Đó là cái khó của chúng ta khi lùng nó. À, ông có nói là hắn đi cùng với học trò dạy võ của hắn phải không? Chúng tôi đinh ninh là như vậy ạ. Tôi muốn biết thái độ của tên Ba Tùng, cha của cậu học trò tên Thiện này. Mà cậu ta bao nhiêu tuổi? Xin lỗi, chúng tôi không biết chính xác. Nhưng nó đang học ở College Mỹ Tho, thưa ông. Ồ, vị thanh niên. Còn cha mẹ cậu ta? Nông dân. Nhưng tỏ ra có khí khái. Cũng là thầy dạy võ ở làng. Không có địa gì ở trong làng. Nhưng nói thì rất nhiều người nghe. Và chơi thân với thầy Mười. Quý. Đó là điều mà chúng tôi đặt nhiều dấu hỏi. Nhưng chưa có bằng cớ. Thì nếu cậu Thiện này đi với thầy dạy võ Mười là một bằng cớ đáng nghi cho các ông, cho chúng ta. Quý quý. Do đó tôi nghĩ nếu ông ra lệnh tập nã ở khắp nơi cũng không có gì quá đáng đâu thưa ông. Con sông nối từ Địch Cầm đến Đổ Sở Múc. Đó là chiến trường dài gần 10 cây số. Màu Nguyễn Huệ phục binh cho trận thiêu chiến, tiêu diệt 3 vạn quân Xiêm. Đại phá quân Xiêm hả thầy? Ừ. Đây rạch dòng Sòi Múc đây.
Đây là mũi tên của quân Nguyễn Huệ. Vậy ông là nhà khảo cổ đó. Đúng, đây là mũi tên. Mà mũi tên này là của ông cố tôi để lại cho ông nội tôi. Ông nội tôi để lại cho cha tôi. Cha tôi để lại cho tôi tới bây giờ đó. Loại tên này làm bằng cái cao lão, thật già. Nó lên nước đen bông á. Mũi tên này là loại vũ khí để cho ông ta diệt quân xâm lược còn lại. Quý lắm. Hôm nay thì trời ta may mắn gặp ông xe ngựa, là hộ vệ của quân lính của Nguyễn Huệ 200 năm trước. Vậy là Rạch Gầm thuộc làng Kim Sơn, Vĩnh Kim. Ừ. Phải. Người già cả làng này quả quyết rằng ở dưới đáy sông còn nhiều thuyền giặc gọi là ghe lê. Chắc ông biết á. Đúng. Ghe lê chắc là còn bị chung dù dưới đáy sông này nhiều lắm. Nhưng sắp tới đây ở Vĩnh Kim, thầy trò ta gặp một người rất quan trọng. Giờ nhờ chú chở thầy trò tôi về nhà của Đoàn Thị Giàu. Cô Đoàn Thị Giàu, cô giáo Oanh. Ừ. Cô giáo Oanh vợ ông Hai Thắng chứ gì. Đúng rồi. Trời ơi sao không nói sớm. Tới nơi thầy trò muốn tới rồi nè. Đây là nhà cô giáo Oanh. Còn bên kia là nhà của ông Thôn Ngôn Ân, tòa bố Mỹ Tho. Gửi tiền cho chú. Bữa nay coi như tôi là chủ nhà, đãi hai thầy trò một cuốc xe ngựa, coi như đón khách xuống Vĩnh Kim chơi thôi mà. Chú cầm đi. Của anh nè. Ủa, ai như ông Hai Thắng kìa. Ông chứ ai. Anh Hai. Khỏe không anh Hai? Mẹ ơi, sao biết tôi về đây? Con chào chú. À, em đón chị anh về đây. Ở Vĩnh Long tới thẳng đây chứ. Tình hình bên đó có êm không? Dạ, nửa êm nữa không. Đã 10 ngày nay từ Bến Tre về Gò Tháp, em về đây để hy vọng gặp anh. À, vô nhà. Vô nhà. Dạ. Anh về đây hồi nào? Trước chú chừng tiếng đồng hồ. Sao mai hết sức vậy? Tự nhiên em nghĩ phải trở về đây gặp anh. Giác quan thứ sáu đó. Dạ. Bà ơi, có chú Mười đến đây chơi. Mời chú ngồi. Dạ. Chú Mười với chú em đây ngồi. Dạ. Nghỉ cho khỏe. Để tôi đi làm ít đồ nhậu lai rai. Dạ. Dạ. Nó vừa mới thí vô đài với em một trận, còn riêng đây. Sao? Lại bị bắt hả? Thằng Bù Lôn ở Vĩnh Long, nó buồn. Nó lôi âm linh nó khảo. Từ thời Phan Xích Long tới Nguyễn An Ninh, trong đó có một câu hỏi làm em hết sức ngạc nhiên. Thằng Bù Lôn hỏi, nó chì ra tấm hình. Nó chụp ở đâu, em không biết. Có anh, Nguyễn An Ninh và em đứng nói chuyện ở đâu, em không nhớ. Nó hỏi, mày nói gì với thằng Tôn Đức Thắng và thằng Ninh? Thắng rồi chứ gì. Đúng rồi. Thì ở trên Sài Gòn cũng vậy. Thằng Michel Pazin cũng cho xe cây đến rước tôi. Hỏi y chang như thằng Bù Long ở Vĩnh Long hỏi chú. Nó cũng chỉ tấm hình hỏi, mày nói gì với thằng Ninh và thằng thầy Mười Vĩnh Long? Trời ơi chị Hai, chị làm như em là khách không bằng vậy. Thì là khách chứ là gì nữa. Khách tới nhà hỏng gà cũng dịch. À, đúng rồi. Anh ở đây sương sương với chú Mười nha. Được rồi đấy anh. Dạ. Sau vụ đám tang cụ Phan Chu Trinh vừa rồi, hình như họ sợ. Họ sợ cùng mình nên mới uy hiếp mình đó. Nó ra lệnh dẹp cái lò vỏ của em rồi. Nên đám này mấy chục đứa đang bơ vơ. Làm một cái đi cho bắt trớn. Dạ.
em nên ăn gan, cho nó gan thêm. Dạ. Trong số học trò của em, có Thiện đây là em tin ở tương lai của nó hơn hết. Em này con của ai? Dạ, anh Ba Tùng ở cầu Ông Me, Long Hồ. Ngã tư Long Hồ Vĩnh Long là địa linh nhân kiệt đó. Dạ. Em có nghe ai nói tới tên Tôn Đức Thắng chưa? Con có nghe cha con nói chuyện với bạn của cha về chú hai đây, nhưng con chưa biết rõ. Em chỉ cần biết đại luật như thế này là đủ. Chú hai đây là thủy thủ của hải quân Pháp, và chú là người dám lấy tấm vải đỏ cắt làm lá cờ đỏ, mà cờ đỏ là cờ của cách mạng Nga, treo ở cột cờ dưới hàm Tàu. Việc làm đó là để phản đối quân đội Pháp can thiệp vào cuộc cách mạng tháng 10 năm 1917 của Nga, mà sau này báo chí thỉnh thoảng có nhắc tới. Do đó, chú hai và một số người Việt lẫn Pháp bị chính phủ Pháp kỷ luật rất nặng, và chú bị trục xuất về nước. Hiện chú hai đang bị nhà chức trách theo dõi, cũng như thầy đây. Con hiểu chưa? Dạ. Nhà chức trách gọi cái bọn làm quốc sự là có chú hai và thầy đây, cho nên cho con đi theo lần này, vì từ đây về sau cơ hội không còn nhiều. Để con ghi nhớ những gì người xưa lẫn người nay đã và đang làm, và sẽ còn làm mãi mãi, cho đến khi cái nước An Nam chúng ta chỉ còn người chúng ta cai trị lấy, không còn một thằng mắt xanh mũi lõ nào ngồi trên đầu trên cổ chúng ta nữa. Thì ra chú đưa em Thiện đi đây đi đó là để dạy cho nó. Dạ. Rất nhiều đứa hay, nhưng chỉ có Thiện đây theo em là hội đủ những đức tính và phẩm chất tốt. Vì võ, Thiện tiếp thu rất giỏi. Riêng môn gồng tuy chưa đến độ vì lời võ kem bị dẹp, nhưng cũng đủ xài đó anh hai. Cả gồng? Dạ. Gồng có 3 bậc, Thiện đang trên bậc thứ 2 đó anh hai. Vào chém dội ngửa phải không? Dạ, cỡ đó anh hai. Mời. Dạ. Ủa, sao giống thầy dạy võ nhà cô giáo quanh quá vậy ta? Ê nhỏ, dạ? Mày đọc thử coi cái gì vậy? Dạ dạ. Ti Liêm Phóng Vĩnh Long, tập nát, tên Trương Công Thân, tự thầy Mừ, dạy nghề võ ở ngã tư Long Hồ. Ai biết hắn ở đâu, báo cho nhà chức trách sẽ được hậu thưởng. Anh ơi, cho tôi xin một tờ để tôi dán xe ngựa, để cho bà con biết mà chỉ dân làng bắt ngang. Vậy là anh có công với nhà chức trách rồi. Vậy đây nè. Chị Hai Oanh ơi! Chị Hai Oanh! Chị Hai! Chú Tư! Chú Tư có chuyện gì mà chạy dữ vậy? Chị Hai, ông khách hồi nãy còn đây không? Còn. Bộ chú quen hả? Không, hồi nãy em chở tới đây mà có chuyện này nè. Chị coi hình người trong tờ tập nã này có giống ông khách ở nhà chị không? Chết rồi! Đúng rồi! Giống hệt! Chú vô đây! Anh Hai! Anh Hai ơi! Có chuyện gì? Thầy Mười có chuyện rồi. Anh coi nè. Ở đâu chú có những tờ tập nã này? Làng lính họ dán hình đầy ngoài đường kìa. Tôi thấy cái hình trong tờ tập nã này sao giống thầy đây quá, cho nên tôi xin về tờ đem về đây để coi có phải thầy không, để kịp mà lo liệu. May quá. Hay không bằng hên. Nếu không có chú ngoài đó, lát nữa thầy trò tôi ra ngoài nạp mạng cho họ rồi.
Nếu nó đã tầm nã thì ở đâu cũng có. Giờ chú tính sao? Em tính đi gấp về nhà có mặt trong ngày mai. Nhưng bây giờ có thằng Thiện bên cạnh thiệt là bất tiện. Nếu thằng Thiện đi theo em, họ sẽ bắt luôn cả nó. Mà nó tập nã có nghĩa là nó gặp đâu bắt đó. Và lần này chú chỉ có hai con đường chọn một. Một là trở về Tà Lơn Ông Cấm, hai là chú chịu cho họ bắt. Là khó ra lắm đó. Em tính gì nè? Trong nội đêm nay em phải có mặt tại Long Hồ để gặp cha mẹ thằng Thiện, hỏi cô ra sao rồi tính. Chứ từ đây mà bỏ trốn luôn e rằng khó xử cho anh chị Ba Tùng. Nhưng đi kiểu nào cũng không có thằng Thiện bên cạnh, nó sẽ bị giả lây. Thưa thầy, trước khi đi cha má con có dặn khi nào về thì con xin phép thầy qua Long Xuyên thăm ngoại. Vậy bây giờ thầy về nhà, còn con thì đi Long Xuyên. Long Xuyên mà ở làng nào? Dạ, làng Tân Long, huyện Chợ Mới. Ừ. Chứ cháu có biết đường đi không? Dạ biết. Vậy nói thử đường đi coi có biết thiệt không? Mỗi lần con thường đi xe đò từ Vĩnh Long lên tới gần Sa Đéc, rồi qua đò hỏi huyện Chợ Mới, làng Tân Long. Dạ, con nhớ đường mà. Vậy là biết. Nhưng từ đây đi đến Bắc Mỹ Thuận, qua Bắc rồi đón xe lên Lai Dung là khó, vì xe chiều hết rồi. Dạ không khó đâu. Tôi sẽ chở hai thầy trò từ chỗ này ra tới lộ Đông Dương cho chắc ăn. Rồi từ đó thì thầy lo đường thầy, trò lo đường trò. Xe Sài Gòn đi Bắc Mỹ Thuận hay về Sa Đéc cũng còn. Vậy thì đi liền đi. Vậy hai thầy trò sẽ tôi gấp để không kịp. Đi con. Dạ. Em đi. Cẩn thận nghe chú. Chú hai con đi. Ừ. Thầy mời. Vì sao mày tập nã vậy hả anh? Tôi phân công cho chú ấy cánh Vĩnh Long và Trà Vinh. Có lẽ chúng nó biết nên mò ra tông tích của chú ấy. Mẹ em có biết chú Mười là ai không? Là bạn của anh. Nhưng là cháu ba đời của Trương Công Định. Chú ý là Trương Công Thân mà bọn mật thám đã mò ra dòng dõi. Mà cái lò giỏ ở ngã tư Long Hồ chỉ là bức bình phong để chú ấy huấn luyện lớp trẻ. Có lẽ chú ấy vắng mặt tại địa phương mà không xin phép họ. Bị tập nã là đại sự phải không anh? Từ khi thầy Mười đến nay, làng xóm ban đêm của mình có mọi không bình thường. Có một đám nào đó chưa biết đích xác, cứ lẫn quẩn khu vực Long Hồ này. Tổ của tụi mình có nhiệm vụ tuần rõn ban đêm và phục kích bọn cướp chúng từ đầu đến. Theo kế hoạch của chú Ba Tùng thì tối đêm nay cả đám tụi mình
sẽ nằm ém tại khúc quẹo cách cầu Ông Me 100 thước. Tại sao phải nằm ém ở khúc quẹo đó? Nằm ngay cầu Ông Me để canh chừng nhà cho thầy và cả bác Ba Tùng thì hay hơn chứ. Có lý đó. Sao nằm ở khúc quẹo để làm gì? Là vì chú Ba Tùng nghi là có một bọn cả tuần lễ nay, độ 8-9 giờ đêm gì đó, là hay lãng vảng ở dốc cầu Ông Me. Chú Ba đoán là nó đang theo dõi nhà thầy Mười và cả nhà chú nữa. Vì thằng Thiện á cũng đi đâu với thầy. Nếu mình ém ở gần cầu thì đụng đám đó, cho nên phải ém ở khúc quẹo. Rồi, cứ tuân theo rồi từ từ tính. Nhưng không phải đi ngờ ngờ từ lộ xe lên khúc quẹo đâu, mà phải đi vòng bọc hậu từ quẹo ruộng đổ vào. Thôi mình đi anh em. Rồi. Sao thầy? Hai thầy trò tôi chia tay tại Vĩnh Kim. Nói gì ngoại, còn tôi vì gấp đây gặp anh chị coi tình hình ra sao. Nó tập nã thầy khắp nơi. Nó dọa bắt cả vợ chồng tôi vì thằng Thiện đi với thầy. Tôi nói con tôi về bên ngoại nó. Nó bắt tôi chỉ chỗ để nó đi điều tra. Nhưng tôi lo vì không biết thầy ra sao nữa, và không biết nó về bên ngoại chưa. Bữa nay là nó có mặt bên ngoại rồi. Nó ý tứ chuyện này, anh chị đừng lo. Thầy về nhà mà coi, nó dám bắn cả phi tiêu ghim vào cột nhà. Kiểu đó chỉ có thằng Liêm con ông cây Tổng Thịnh mà thôi. Đúng là thằng đó, đám học trò nó biết hết. Có lẽ thầy nên rời bỏ xứ này. Còn nếu không, tụi nó sẽ không tha cho thầy đâu. Vậy là tôi yên chí biết số phận mình rồi. Cho nên ngay bây giờ tôi đi luôn về Bảy Núi. Và như vậy là không biết bao giờ mới gặp lại anh chị và thằng Thiện. Anh chị ráng lo cho thằng Thiện ăn học. Nhớ nhắc nó kềm chế, đừng gây sự bất cứ ai, bất cứ việc gì. Nó là nguồn an ủi của một người thầy như tôi, cũng là niềm vinh hạnh của anh chị đó. Thôi, tôi phải đi ngay đây. Khoan đã, thầy chờ tôi một chút. Thầy cầm ít tiền đi đường. Dạ thôi, tôi còn 7 đồng, chị để lại mà dùng. Tụi tôi dễ mà, thầy mới là khó. Thầy cứ cầm lấy để ứng phó dọc đường. Cảm ơn anh chị. Chào anh chị tôi đi. Dạ. Vậy là từ đây mình coi như không còn cơ hội gặp lại thầy Mười nữa rồi. Cầu trời cho thầy được bình an. Tuy thầy không còn ở đây, nhưng chuyện về thầy thì không dứt ở đây đâu bà. Ông nói sao? Tôi chưa hiểu ý ông. Từ từ rồi bà cũng sẽ hiểu thôi. Thank you.
Có tụi con, thầy ơi. Đi tụi bay. Thầy ơi. Thầy ơi, thằng Liêm. Lúc nãy thầy đã đón ra nó. Con nó có sao không? Còn tụi này là đám nào đây? Tụi bay không biết à? Thằng này là thằng Bảy Sà Beng ở ấp Bến Đò. Còn thằng này là thằng Tư Rỗ. Còn thằng kia tao không biết. Tư Rỗ, ai là đồ đảng của tụi bay? Thằng Liêm, con cài tổng. Có phải 4 năm đêm nay tụi bay lãng giảng ở đây không? Lệnh của ông quản trực biểu tụi tao ở đây định đường về của thầy Mười. Để làm gì? Như tụi bay thấy nãy giờ đó. Trời, tụi bay là đồ phản thầy. Phản là thằng Liêm. Tụi tao có học ổng ngày nào đâu mà phản. Tụi tao làm theo lệnh ông quản trực. Mày ngon thì dằn mặt ổng với thầy cai tổng, trả thằng Liêm đó. Chi, thầy không thể ở lại đây. Các con nên trả lời là đánh bộ cướp đường, chứ không biết có mặt thầy ở đó. Thầy phải đi khỏi xứ này ngay đêm nay. Vậy thầy đi mau đi. Có chiếc xe đạp của thằng Liêm kìa. Thầy lấy dài mới kịp. Sắp sáng rồi. Cướp đâu? Cướp đâu? Cướp đây nè bác Ba ơi. Bác Ba nhìn nè, thằng Liêm. Làm sao đưa nó đi nhà thương đây? Không. Nếu hai thằng đó chết thì chạy bộ về báo cho chủ nó biết. Đem xe tắt xong lại chở nó đi nhà thương. Không việc gì phải lo. Chỉ là một việc ở đây ăn kết chơi thôi. Tụi mày ở đâu? Tụi mày đang cướp phải không? Tao ở Bến Đò cùng với hàng này. Nhưng tụi tao không phải là ăn cướp. Không phải ăn cướp chứ là giống gì? Là ông Hương quản trực kêu tao theo thằng Liêm, con cài tổng, em muốn ở đây. Nếu gặp ông thầy Mười á thì giết ổng. Giữa tụi bay có thù oán gì với thầy tao mà đòi giết ổng? Không có thù oán gì hết á. Ổng cho tiền tụi tao làm. Ai cho tiền? Ông quản trực. Ổng nói tiền của thầy cai tổng. Mỗi đứa nhiêu? 5 đồng. Vậy là mãn của thầy Mười quá rẻ. Được rồi, mày nhớ mày khai với tao như thế nào thì giữ y như vậy nghe chưa. Mày mà khai khác đi, dù mày có chạy đằng trời cũng không thoát khỏi tay tao đâu, nghe chưa. Dạ, chú Hai tha lỗi cho tụi con. Tụi bay nghe đây, tụi bay là do cai tổng Thình quản trực xuống giết đáng thầy Mười phải không? Thằng kia có phải không? Tương Rỗ, trả lời đi. Dạ phải. Có phải thằng đầu đảng là thằng Liêm không? Dạ phải. Có phải ông quản trực cho mỗi đứa 5 đồng thì con công đúng không? Có không? Được rồi, tụi bay ngoan ngoãn khai y như vậy thì bà con mới thương tình, xin cho tụi bay nhẹ tội. Chứ không có thù oán gì, chỉ có 5 đồng bạc mà tụi bay giết đi một mạng người thì tội múc mùa đó. Nhớ, khai với tao như thế nào thì y như vậy nghe chưa. Dạ. Nè, mày chạy ra kêu ông tòa Vĩnh Long, nói ở đây có án mạng, kêu họ đem xe chở đi nhà thương, để chậm là nó chết đó. Dạ. Có chuyện gì mà họ la ăn cướp ba ơi?
còn cái lò gió thì đâu có chuyện lộn xộn vậy. Chờ ở đây nghe. Liêm đâu? Thằng Liêm đâu rồi? Trời ơi, Liêm. Trời ơi, Liêm con. Liêm, ai chém con? Ai? Thầy Mười. Thầy Mười hả? Nó đâu rồi? Nó đâu? Sao không đứa nào trả lời tao hết? Nó đâu rồi? Hả? Tụi bây là đám nào? Hả? Thưa ông cây tổng, chúng tôi là Toán Trắng Đinh ấp cây me. Chúng tôi đang đi tuần tra, nghe tiếng đánh nhau, tưởng là cướp giữa đường. Chúng tôi đã can thiệp. Nếu không có chúng tôi thì con ông đã chết rồi. Can thiệp hả? Như vậy thì thằng ăn cướp đó đâu? Ở đây không có ai là ăn cướp cả. Chỉ có bọn này chém lén nhau. Khi chúng tôi vừa đến thì con của ông đã bị ai đó chém trọng thương rồi. Nếu ông không tin á, ông hỏi tôi này xem, có đúng như vậy không? Nè Tư, thằng đó nó nói như vậy có đúng không? Dạ đúng vậy. Tụi tôi đang xông ra chém thầy Mười thì họ ở đâu chạy tới, xông vô can thiệp. Chúng tôi đâu biết được ai là ai trong đêm tối mịt mù như vậy. Thôi được rồi, đừng có nói nhiều nữa. Nè nè nè, tụi bay xung vô khiên đưa thằng Liêm lên xe đi nhà thương lẹ lên. Dạ dạ. Đi. Sao? Chuyện gì? Chuyện gì? Ai chém thằng Liêm con cai tổng? Kể đầu đuôi nghe coi. Xa xa. Ai đó? Anh Tấn có phải không? Sao biết tôi hay quá vậy? Có cướp. Ở đâu vậy Tấn? Dạ, ở khúc quẹo gần cầu Me. Trời ơi. Vậy là gần nhà anh chị Ba Tùng rồi. Chuyện ra làm sao? Nói nghe con cháu. Đây, tôi trả lại cho ông. Tôi cũng không thèm số tiền mẹ rượt này. Tôi còn có 4 đồng rưỡi. Năm cắt tôi mua rượu cho cha tôi rồi. Đó, ông thấy đó, tụi này được ông mướn mỗi đứa 5 đồng để giết lén thầy Mười. Bây giờ ông biểu tụi nó phải lo tiền trả tiền nhà thương cho con ông cai tổng. Tụi nó trả lại hết rồi đó. Toàn là một lũ chó đẻ. Đồ cái thứ nuôi uổng cơm. Thầy Hương Quảng, ông chửi ai? Ông chửi ai? Chúng tôi đâu phải là loại tai sai chó săn của ông, mà ông có quyền mạ lị. Ông nói lại coi, ông chửi ai? Ông chửi ai? Tôi chửi cái đám ôn dịch này. Đó, tụi mày thấy chưa? Cấm đầu cấm cổ giết người, được có 5 đồng bạc. Để ông chủ tụi bay chửi cho chửi chó. Ông không dám cầm lại tiền thì tụi bay cứ cất mà xài đi. Nhớ lại tao dặn đó. Thôi về đi. Con nghĩ chuyện này chưa kết thúc ngay được đâu chú Hai. Sóng gió sẽ còn nổi lên đùng đùng đó. Họ sẽ hỏi, một là tại sao lập đội tuần tra mà không xin phép, hai là họ ghim vào vụ ám sát thầy Mười, tại sao đội tuần tra có mặt đúng lúc đó và tại sao thầy Mười biến mất. Theo con á, bây giờ chúng ta nên nổi lửa đốt luôn cái nhà mà tụi con đã cất cho thầy. Chú Hai và bác Ba nghĩ sao ạ? Tụi bay cất, tụi bay đốt đi. Từ từ, coi chừng bể. Để đi nè. Chậm thôi. Vô lấy nó đi, có còn gì mình ra lấy. À rồi. Đó đã. Thank you.
thầy đã đi. Nhà thì bị thiêu hủy, nhưng tấm lòng của thầy vẫn còn mãi. Con chào ngoại. Dạ con này ngoại. Thằng Thiện của ngoại đây hả? Dạ cha má con biểu con về đây chơi với ngoại. Vậy hả? Vậy chứ con về đây bằng cách nào? Con đi bộ, đi xe đò, rồi quá gian ghe xuồng nữa. Mồ tổ mày, đi về bà ngoại là cực khổ vậy đó, thấy không? Dạ vô đây đi ngoại. À con có đói bụng chưa? Dạ con gặp ngoại là con no rồi. Cái thằng nói nghe thấy ghét à. Thôi à, để ngoại biểu gì con xuống dưới bếp lo nấu cơm. Trong cái lúc chờ đợi á thì con ra ngoài vườn á coi có trái cây gì đó bẻ ăn ăn. Ngoại ơi. Cái gì nữa đây? Cha má con dặn là con về đây thưa với ngoại. Nếu như có ai hỏi con về đây bao lâu rồi thì ngoại nói là con về đây khoảng 10 ngày nha ngoại. Cái gì? Mới vừa về đây mà mày biểu tao nói là 10 ngày là sao? Là vậy nè ngoại. Vì cả 10 ngày nay rồi con đi theo ông thầy dạy võ của con đi khắp nơi, cho nên chưa về thăm ngoại được. Nhưng ở Long Hồ họ ghìm cha con và con, và cả ông thầy dạy võ của con nữa. Cha má con không muốn họ biết là con đi với thầy, mà nói trớ là con về quê ngoại con đã 10 ngày rồi. Ngoại nhớ là ngoại nói vậy nha ngoại. Có dặn thì dặn sắp nhỏ, sợ nó không biết rồi nó nói trớ quốc. Chứ ngoại khỏi lo, ngoại nói nó về để chơi cả tháng nay lận. Cũng không được. Ngoại nói con về chơi một tháng cũng không được. Không được. Dạ khi đó họ biết con còn bên Long Hồ. Ngoại chỉ cần nói là con về đây 10 ngày thôi. Vậy hả? Thì 10 ngày thì 10 ngày. Ngoại nhớ rồi. Thưa ông, cái thằng mà chúng ta lo ngại bấy lâu nay, bây giờ thằng con trai tôi đang là nạn nhân của nó. Ông muốn ám chỉ ai? Thằng thầy Mười dạy võ cậu ông Me. Nó trở về cậu ông Me à? Dạ, nó về hồi tối hôm qua. Độ 3 giờ nó lọt vào ổ phục kích của tôi với Hương Quảng Trực. Nhưng do tài nghệ nó quá cao cường, cho nên thằng con trai của tôi mới bị trọng thương. Ồ, rất tiếc. Xin có lời khen ngợi sự dũng cảm của con trai ông. Chân phủ Pháp sẽ không quên tưởng lệ những chàng trai dũng cảm vì đại Pháp. Chỉ tiếc là các ông để sống tên dư đảng Nguyễn An Ninh. Tôi sẽ tiếp tục truy nã tên này. Theo ông cai tổng, tên thầy Mười đi về hướng nào? Nhiều nơi là căn cứ của chúng lắm. Có thể là Đam La Tối Trời ở Gò Công, nơi quê tổ của thằng Mười. Có thể là Gò Tháp, nơi trung tâm của Đồng Tháp Mười. Và cũng có thể nó trốn về U Minh, và biết đâu nó lại từ Tà Lơn ông cấm xuống đây. Rồi khi thất thủ á, nó lại lui về Bảy Núi. Tôi thật sự khó phán đoán về hành tung của thằng này lắm.
cháu biết lỗi không? Cháu có sợ không? Bộ chú sợ cháu bị chết chìm hả? Nếu sợ thì chú cháu mình về. Cháu lội được mà. Bà ơi bà, có thằng Thiện ở nhà không bà? Chú Kim nói làm chi vậy? Dạ, cháu định rủ nó đi chơi, cho biết cái xứ này. Chắc nó mới đến đây lần đầu hả bà? Năm nào nó không về đây chơi với tôi là bà ngoại của nó. Nó đi câu cá với ông chú nó rồi. Dạ, thằng Thiện nó về đây chơi lâu chưa bà? Chú hỏi làm chi kỹ vậy? Nó có ở đây chơi lâu hay là mới về cũng đâu có ăn thua gì với chú. Nhưng chú muốn biết á, để về báo với hộ tề ở trên á, thì tôi cho chú biết nó ở đây chơi với ngoại nó gần nửa tháng nay rồi. We'll be right back.